Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhà chức trách cần sớm xây dựng cơ chế hướng dẫn cụ thể để những người đã tiêm vắc tham gia sản xuất kinh doanh trở lại cuộc sống bình thường mới. Một bác sĩ và nhân viên giữ xe của trung tâm y tế thị xã Tân Uyên Bình Dương cho năm hai người tiêm vắc xin Covid không đúng đối tượng để thu lợi bất chính. Dự báo cho tuần này, một áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào biển Đông theo một cuộc thăm dò dư luận công bố hôm 6 tháng 9, Bộ trưởng cải cách hành chính Taro Kono sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản. Ông Jan Hacker, đại sứ Đức tại Trung Quốc đã đột ngột qua đời sau vài ngày nhậm chức, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố. Trung Quốc vừa công bố quỹ 6 triệu đô la Mỹ cho các dự án phát triển mới ở Myanmar. Khoản tiền này sẽ được dành cho các dự án trong khuôn khổ hợp tác Mekong lam thương. Dư luận Trung Quốc đang hoài nghi kết luận về vụ nữ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 nội địa. Quý vị đang theo dõi tin tổng hợp tối ngày 6 tháng 9 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là bật tin trong nước. Sáng 6 tháng 9, Giới chức Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, ngành y tế đã ghi nhận 16 ca mắc COVID tại xã Quảng Tín, huyện Đắk Rớp. Trước đó, sáng 5 tháng 9, MTD, học sinh lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, thành phố Đắk Rớp, tới trường để dự khai giảng. Nhà trường đã phối hợp ngành y tế khám sàng lọc test nhanh cho học sinh thì phát hiện MD mắc COVID-19. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu giáo viên, học sinh cách ly tại chỗ Truy vết xét nghiệm các trường hợp liên quan. Đến 6 giờ sáng 6 tháng 9, ngành y tế đã ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid tại xã Quảng Tín, nơi em D sinh sống. Hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Qua truy vết trong gia đình em D, có người đi bốc vác cho các nhà xe và cũng đã mắc Covid. Ngành y tế vẫn đang tiếp tục truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan 16 ca mắc Covid để dập dịch. Sau khi ghi nhận trùng ca bệnh, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lắk đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với toàn bộ xã Quảng Tín từ 21 giờ ngày 5 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn huyện Đắk Rớp tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 6 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Đến hết ngày 4 tháng 9, Việt Nam có 21 triệu người được tiêm vaccine COVID, trong đó gần 18 triệu người tiêm mũi 1, 3 triệu người đủ 2 mũi. Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ tiêm cao nhất cả nước với 6,1 triệu người. Hà Nội đã tiêm cho 3 triệu người, Bình Dương tiêm 1 triệu người. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhà chức trách cần sớm xây dựng cơ chế hướng dẫn cụ thể để những người đã tiêm vắc tham gia sản xuất, kinh doanh trở lại cuộc sống bình thường mới. Theo ông, bốn nhóm cần được xem xét gồm người mắc Covid đã được chữa khỏi, người tiêm đủ 2 mũi vắc người tiêm 1 mũi qua 14 ngày, các gia đình trẻ bởi người đã khỏi bệnh sẽ không nhiễm lại nữa. Người tiêm đủ hai mũi vaccine nếu bị nhiễm sẽ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Người mới tiêm một mũi vaccine có ít nguy cơ bệnh nặng. Các gia đình trẻ nếu bị nhiễm cũng sẽ bệnh nhẹ, ít chuyển nặng. Những người này trở lại cuộc sống bình thường mới cũng là cách để duy trì nguồn lực chống dịch và sống chung lâu dài với Covid. Ông Khanh nói, nếu chờ đến khi tiêm đủ tối thiểu 70% dân số, đạt miễn dịch cộng đồng mới tính đến việc mở cửa, sẽ rất lâu. Trong khi ngay lúc này chúng ta cần phục hồi duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Người đã tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm Covid và lây cho người tiếp xúc gần. Vì vậy, theo ông, các cơ chế chính sách cần phải xem xét cụ thể từng nơi, khu vực được phép hoạt động. Chẳng hạn, họ được đến những nơi không có người già, mắc bệnh nền, nghĩa là các hướng dẫn phải tính toán cụ thể những nơi được đến, tham gia hoạt động để không may họ bị nhiễm virus, lây cho người khác ở khu vực đó thì cũng không gây nguy hiểm, bác sĩ Khanh nói. Thưa quý vị và các bạn, một bác sĩ và nhân viên giữ xe của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho 52 người tiêm vaccine COVID không đúng đối tượng để thu lợi bất chính. Ngày 6 tháng 9, Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thái Hiệp, 31 tuổi, bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên và Lê Văn Thắng, 24 tuổi, nhân viên giữ xe tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Theo điều tra ban đầu, Thắng và Hiệp đã cho 52 người tiêm vaccine phòng Covid không đúng đối tượng, thu mỗi người số tiền từ 600 đến 1 triệu đồng. Cụ thể, vào các ngày 11 tháng 8 và 20 tháng 8, Thắng đã dẫn dắt 52 người vào Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên để tiêm vaccine phòng Covid, thu 28 triệu đồng. Ngày 24 tháng 8, trong lúc Thắng đang thu số tiền 10 triệu đồng của 10 người tiếp theo để tiêm vaccine phòng Covid thì bị bắt quả tang. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hiện nay, ở vùng biển Đông Nam Philippines đang có hai cơn áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động. Dự báo khoảng ngày 9 tháng 9, một áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ đi vào Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc và đi vào khu vực Bắc Biển Đông. Sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hướng về khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Bộ. Các dự báo cụ thể hơn về áp thấp nhiệt đới này sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật chi tiết trong một 2 ngày tới. Trên đất liền, hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Các tỉnh bắc và trung trung bộ hôm nay do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam, cường độ trung bình nên có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ chiều tối và tối nay có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập ứng cục bộ. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các vết loang được phát hiện ở Vịnh Mexico sau cơn bão Ida là do vỡ đường ống dẫn dầu dưới đáy biển. Các thợ lặn đã phát hiện đường ống bị vỡ khi lặn tìm nguyên nhân sự cố tràn dầu. Talos Energy, công ty có trụ sở tại thành phố Houghton, bang Texas, hiện chi trả việc dọn sạch vết dầu loang, cho biết trong tuyên bố tối 5 tháng 9 rằng đường ống bị hỏng có đường kính khoảng 30cm và không thuộc về họ. Các thợ lặn cũng xác định được hai đường ống hở có đường kính 10cm dường như vô chủ. Tuyên bố của Talos Energy không nói rõ liệu dầu có bị rò rỉ từ hai đường ống này không. Nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 3 vết dầu loang khác nhau trong cùng khu vực. Vết lớn nhất trôi đi khoảng hơn 19km về phía đông dọc theo bờ biển Vịnh Mexico. Một bác ngôn viên tuần duyên Mỹ cho biết Talos Energy đã thuê một công ty môi trường có trụ sở tại Louisiana để ứng phó vụ tràn dầu và ký hợp đồng với một đội lặn tư nhân để xác định nguồn gốc vết loang. Một nhà lập pháp ở Ba Lan cho biết nước này vừa cấp thị thực cho vận động viên Belarus thứ hai sau khi cấp thị thực tị nạn cho vận động viên điền kinh Kristina Timanowskaia, đó là vận động viên môn cưỡi ngựa Oga Savonova. Oga đã bị cấm tham dự thế vận hội tokyo mùa hè này sau khi chỉ trích các cơ quan nhà nước vấn đề của Oga bắt đầu khi cô đưa ra những bình luận giận dữ về chính quyền tổng thống belarus alexander lukashenko khi ở ba lan khi một trong những con ngựa của cô bị cho là đi khập kiễng và không đủ sức thi đấu những bình luận đã dẫn đến việc Oga bị loại khỏi đội tuyển olympic của belarus và khiến cô bị chính quyền coi là kẻ thù quốc gia hãng thông tấn của pap đưa tin Koga quyết định tị nạn ở Ba Lan cùng chồng và vào giữa tháng 8, họ đã được lãnh sự quán Ba Lan ở Lviv, Ukraine cấp thị thực nhân đạo, nhà lập pháp cho biết. Ba Lan hiện là nơi cung cấp chỗ ẩn náu cho những người phản đối chính quyền Belarus, bao gồm những người chỉ trích ông Lukashenko. Theo một cuộc thăm dò dư luận công bố hôm 6 tháng 9 của tờ Yomuli Shimbun, các cử tri Nhật ủng hộ mạnh mẽ Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono người phụ trách cuộc chiến chống Covid, trở thành thủ tướng tiếp theo kế nhiệm ông Suga. Kết quả khảo sát cho thấy 23% số người được hỏi cho rằng ông Kono, bộ trưởng phụ trách vaccine, là người phù hợp nhất để đảm nhiệm chức vụ thủ tướng Nhật Bản sau khi thủ tướng Yoshihide Suga từ chức. Ông Kono vượt qua cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba 21%, cựu bộ trưởng ngoại giao Fumio Kishida 12%. Trước đó kết quả từ một cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo thực hiện, và công bố ngày 5 tháng 9 cho biết 31,9% người đưa hỏi ủng hộ ông Kono. Tiếp theo là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba 26,6% và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida 18,8%. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Nhật Bản Kono Taro, người được đào tạo tại Đại học Yorktown và nói tiếng Anh trôi chảy tích cực sử dụng mạng xã hội bằng hai thứ tiếng và đã được các cử tri trẻ yêu thích. Thưa quý vị và các bạn, Reuters ngày 6 tháng 9 dẫn thông cáo của văn phòng đối ngoại Liên bang Đức cho biết, Đại sứ Đức tại Trung Quốc, Jan Hacker, vừa đột ngột qua đời chỉ vài ngày sau khi nhậm chức. "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận tin đại sứ Đức tại Trung Quốc qua đời đột ngột. Chúng tôi chia buồn với gia đình và người thân của ông Hacker," thông cáo cho biết. Giới chức Đức không nêu rõ lý do ông Hacker qua đời. Ông Hacker năm tư tuổi, đã có gia đình và ba người con. Ông từng làm cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel và chỉ mới nhậm chức đại sứ tại Trung Quốc từ hồi tháng 8. CNN đưa tin, các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi cơn bão Rari di chuyển ở Đại Tây Dương, chỉ một thời gian ngắn sau khi cơn bão lớn Ida tàn phá nặng nề miền đông nước Mỹ từ bờ Vịnh cho đến vùng Đông Bắc. Hàng triệu người Mỹ vẫn đang dọn dẹp trong nỗ lực phục hồi sau bão Ida. Trong khi bão số 9 Ida vừa càn quét một vệt dài 2.400 km ở miền đông nước Mỹ, bão nhiệt đới Julian và bão nhiệt đới Kate hình thành và tan nhanh trong tuần trước. Bão Larry hiện giờ đang là tâm điểm của sự chú ý khi đang khối động ở trung tâm Đại Tây Dương. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NSC, từ đêm 3 tháng 9, bão Larry đã mạnh lên thành bão cấp 3 với sức gió duy trì tối đa 185 km h Đến 11 giờ sáng ngày 4 tháng 8, sức gió tại tâm bão đã lên tới 201 km h Điều này khiến bão Larry trở thành cơn bão lớn thứ 3, tính trên các cơn bão lớn từ cấp 3 trở lên ở lưu vực Đại Tây Dương trong mùa mưa bão này. Các nhà khí tượng học cho biết bão Larry có khả năng mạnh lên thành bão cấp 4 vào ngày 5 tháng 9 và nếu sức gió của bão duy trì trên 241 km h Larry sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất ở Đại Tây Dương trong năm nay, hơn cả bão Ida. Bão Larry dự kiến sẽ di chuyển qua vùng biển rộng của Đại Tây Dương trong vài ngày nữa, cho đến khi có thể tiếp cận vùng khu vực của Bermuda vào khoảng giữa tuần và di chuyển gần đến Bắc Mỹ. Hãng tin Kyodo Nhật Bản cho biết nhà cầm quyền quân đội Myanmar đã đồng ý với lời kêu gọi của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về một lệnh ngừng bắn cho đến cuối năm nay để đảm bảo phân phối viện trợ nhân đạo. Theo sau cuộc đảo chính tháng 2, ASEAN đã cố gắng chấm dứt bạo lực ở Myanmar và mở ra một cuộc đối thoại giữa các nhà cầm quyền quân đội và các đối thủ của họ. Đặc phái viên đã đề xuất lệnh ngừng bắn trong cuộc họp video với Bộ trưởng Ngoại giao Yunma Mayung Lewin Yun và quân đội Myanmar đã chấp nhận vị đặc phái viên nói với hãng tin. Kido dẫn lời đặc phái viên cho biết, đây không phải là một lệnh ngừng bắn chính trị, đây là một lệnh ngừng bắn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhân viên nhân đạo trong nỗ lực phân phối viện trợ một cách an toàn. Các nhà quản lý Trung Quốc đã triệu tập TT, Cao Cao của Gelly và chính công ty dịch vụ gọi xe khác hôm mùng 1 tháng 9 và cáo buộc họ có hành vi cạnh tranh tồi tệ, hoạt động bất hợp pháp và phá vỡ trật tự thị trường. Đây là hành động mới nhất trong cuộc đàn áp đa hướng của Trung Cộng đối với các công ty công nghệ của họ, và lệnh triệu tập thứ hai sau khi các nhà quản lý ra lệnh cho 10 công ty gọi xe thành lập một tổ chức mà các thành viên Trung Cộng sẽ lãnh đạo vào ngày 14 tháng 5. Trong những tháng gần đây, các nhà quản lý Trung Quốc đã đưa ra các quy định mới đối với trò chơi điện tử trực tuyến. Các công ty công nghệ tìm cách niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài, các doanh nghiệp điện toàn đám mây, các công ty thương mại điện tử, doanh nghiệp tài chính trực tuyến, giáo dục, câu lạc bộ người hâm mộ, những nhân vật nổi tiếng, Bitcoin và những Nền kinh tế chia sẻ bao gồm chia sẻ đi xe, chia sẻ xe đạp và chia sẻ nhà. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ gọi xe, Trung Quốc lần đầu tiên kiểm soát TT bằng cách loại bỏ 25 ứng dụng di động của họ khỏi các cửa hàng ứng dụng vào đầu tháng 7. Vài ngày sau khi TT niêm yết số cổ phiếu giá giá trị 4,4 tỷ USD trên sàn giao dịch chứng khoán New York hôm 3 tháng 6. TT là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ gọi xe của Trung Quốc và chiếm gần 90% thị trường. Hôm 1 tháng 9 năm 2021, TT báo cáo rằng họ sẽ thành lập một công đoàn để đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc và công đoàn sẽ hoạt động dưới sự giám sát của Liên đoàn Công đoàn Toàn Trung Quốc, một tổ chức do Trung Quốc kiểm soát. Các nhà bình luận về vấn đề Trung Quốc ở nước ngoài và các học giả Trung Quốc phân tích rằng, cuộc đàn áp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ gọi xe đang đàn áp các công ty tư nhân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước tiếp quọt các công ty tư nhân. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ngày 2 tháng 9 Thông báo đã triệu tập 11 hãng gọi xe với Cục Quản lý Không gian mạng, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Công an và Cục Giám sát Thị trường Nhà nước vào ngày hôm trước. Thông báo cho biết các cơ quan quản lý đã yêu cầu các công ty ngừng các thủ thuật cạnh tranh không lành mạnh, ngừng tuyển dụng tài xế không có giấy phép, kiểm tra các hoạt động kinh doanh của họ và lập kế hoạch tuân thủ quy định vào cuối năm nay. Thông báo tuyên bố rằng lệnh triệu tập là để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của ngành công nghiệp Trung Quốc đã đàn áp hơn 10 lĩnh vực công nghệ và điện ảnh trong những tháng gần đây, tất cả đều dưới danh nghĩa chống độc quyền hoặc bảo vệ lợi ích của người dân Trung Quốc. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế cho biết đầu tháng 8, Trung Quốc công bố quỹ 6 triệu đô la Mỹ cho các dự án phát triển mới ở Myanmar. Khoản tiền này sẽ được dành cho các dự án trong khuôn khổ hợp tác Mekong Lan Thương. Trung Quốc thành lập cơ chế hợp tác Mekong Lan Thương vào tháng 11 năm 2015 với các thành viên Campuchia, Myanmar, Lào và Thái Lan và các quốc gia ven sông từ đầu nguồn của sông ở Tây Tạng đến lối ra ở Biển Đông, khoảng cách dài gần 5.000 km. Cơ chế hợp tác do Trung Quốc thành lập được xem như một khối đối trọng với Ủy hội sông Mê Công do phương Tây khởi xướng và tài trợ. Ủy hội sông Mê Công đã tồn tại từ cuối những năm 1950 và làm việc trực tiếp với các chính phủ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam để cùng quản lý nguồn nước chung và phát triển bền vững dòng sông. Cơ chế của Trung Quốc không có các nhà tài trợ truyền thống cho các quốc gia Mê Công bao gồm Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một vài học giả cho rằng các quốc gia chung dòng Lan Thương, Mê Công đang bước vào một kỷ nguyên mới của chính trị nguồn nước. Cơ chế hợp tác của Trung Quốc đề xuất các chương trình phát triển kinh tế và tài nguyên nước, đồng thời dự kiến ngoại giao thủy lợi thông qua việc kiểm soát do thiết kế đập đối với đồng nguồn của sông Mê Công. Đó là mấu chốt của vấn đề. Trung Quốc kiểm soát dòng chảy của nước và có rất ít quốc gia hạ nguồn sông Mê Công có thể làm được gì ngoài việc hợp tác với tham vọng và thiết kế của Bắc Kinh cho khu vực có ít nhất 11 đập của Trung Quốc trên đầu nguồn của con sông trước khi nó chảy về phía Nam và tạo thành biên giới giữa Lào và Myanmar. Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đập vào đầu những năm 1990, ở các quốc gia phía hạ lưu gồm Lào, Thái Lan và Việt Nam đã dấy lên lo ngại về việc mực nước trên sông Mekong lên xuống như thế nào khi Trung Quốc đóng và mở đập. Vào ngày 12 tháng 2 năm nay, mực nước giảm xuống mức đặc biệt thấp và làm khô cằn các bùng sông do hạn chế dòng chảy từ các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn Tháng 10 năm ngoái, Bắc Kinh đã đồng ý cung cấp dữ liệu quanh năm về các con đập và dòng chảy của chúng, nhưng những gì được công bố cho đến nay vẫn chưa được đầy đủ. Những dao động dòng chảy trên diện rộng do các đập ở thượng nguồn của Trung Quốc gây ra đã ảnh hưởng đến luồng cá di cư, nông nghiệp và giao thông vận tải mà gần 70 triệu người dựa vào để kiếm sống và an ninh lương thực. Đã có những lo ngại khác về cuộc chiến tranh nguồn nước đang nổi lên giữa Trung Quốc chống lại các quốc gia Đông Nam Á ở hạ nguồn. Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng dòng chảy của sông Mekong như một vũ khí nhằm củng cố sức mạnh của mình trong khu vực Trung Quốc Dư luận hoài nghi kết luận về vụ nữ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine Một đoạn video trên Twitter vào ngày 5 tháng 9 cho thấy một nữ sinh viên đại học tại quận Quân Liên thành phố Nghi Tân, tỉnh Thứ Xuyên, Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi tiêm vaccine COVID-19 Sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 9 Cô đến điều trị tại Bệnh viện Nhân dân huyện Quân Liên sau khi bác sĩ chẩn đoán đã chỉ định truyền tĩnh mạch thuốc bảo vệ gan và hạ men gan. Trong quá trình truyền thuốc bảo vệ gan, bệnh nhân cảm thấy khó chịu trong cổ họng, khó thở, mất ý thức, ngừng thở và tim ngừng đập. Đến tối cùng ngày, cô gái trẻ đã tử vong. Thông báo cũng đề cập rằng vụ việc được báo cáo trên Internet này có liên quan đến việc tiêm chủng. Sau khi điều tra cho biết, tưởng ngũ Thu đã tiêm liều vaccine viêm phổi Vũ Hán bất hoạt đầu tiên vào ngày 30 tháng 5 và liều thứ hai vào ngày 21 tháng 6. Khi đó, không có phản ứng bất thường xảy ra sau khi phân tích toàn diện và phán đoán nhóm chuyên gia điều tra và chuẩn đoán phản ứng bất thường về vaccine của thành phố và quận cho biết vụ việc này không liên quan gì đến việc tiêm chủng. Ngay sau khi thông báo chính thức được đưa ra, việc này đã thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Một cư dân mạng có tên ông Tôn Lai Châu để lại lời nhắn Vì sao một cô gái trẻ tử vong? Làm ơn cho tôi biết cô ấy bị bệnh gì? Chỉ một câu nói không liên quan đến việc tiêm chủng là xong ư? Cư dân mạng Thế đàn trúc để lại lời nhắn 24 tuổi gan xuất hiện dấu hiệu bất thường hiện tượng này liệu có bình thường không trước đó cô ấy không có tiền sử bệnh gan nhưng lại đột nhiên rối loạn chức năng gan và mau chóng tử vong cuối cùng lại nói rằng chuyện này không liên quan đến việc tiêm vaccine rốt cuộc điều gì đã khiến một cô gái trẻ 24 tuổi mất mạng vì sao không đưa ra một câu trả lời chỉ một kết luận không liên quan gì đến vaccine e rằng không thể thuyết phục được công chúng thưa quý vị Mục tin tổng hợp tối của Hà TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.